Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe nói rất nhiều về bệnh thận, gặp nhiều bệnh nhân mắc bệnh thận, phải chạy thận suốt đời, thậm chí là mất thận, nhưng những cảnh báo về bệnh thận lại rất dễ dàng bị bỏ qua. Trên thực tế, tất cả các thói quen xấu trong cuộc sống chính là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng hỏng thận, suy yếu thận. Sau đây là những thông tin về những nguyên nhân gây hỏng thận do thói quen uống nước sai cách. Chỉ uống khi thấy khát, khác với ăn cảm giác khát không mạnh như cảm giác đói, khi thấy khát thì cơ thể đã đến lúc bị mất nước. Thiếu nước sẽ khó tập trung, dễ bị kích động, mệt mỏi, thậm chí còn hoa mắt chóng mặt. Nhiều người có thói quen đợi đến khi nào thấy khát mới uống, nhưng họ lại không biết rằng lúc ấy cơ thể đã mất đi một lượng nước cần thiết. Ngoài ra, nếu như bạn không uống nước trong một thời gian dài, lượng nước tiểu sẽ giảm và nồng độ chất thải và chất độc chứa trong nước tiểu sẽ tăng lên. Các loại sỏi thận được phát hiện lâm sàng, thận tích nước đều liên quan đến thói quen uống nước không đủ trong thời gian dài. Chính vì vậy, tốt nhất nên uống điều độ để cơ thể luôn được cung cấp đủ nước, đảm bảo cho các hệ cơ quan hoạt động nhịp nhàng hiệu quả. Thói quen dùng các loại đồ uống khác để thay thế nước lọc Thận không thích các loại đồ uống như nước ngọt có ga, nước ép, cà phê, bởi lượng đường phốt pho trong đồ uống sẽ thúc đẩy việc bài tiết canxi ra ngoài, từ đó dẫn đến xuất hiện sỏi thận. Đối với môi trường, vi mô thận cũng sẽ ảnh hưởng nhất định. Ngoài ra, thường xuyên uống các loại đồ uống có đường có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, gây bệnh gút, tăng nguy cơ huyết áp cao và tiểu đường. Và những bệnh này là yếu tố quan trọng gây hại cho sức khỏe của thận. Các loại đồ uống khác đều có kèm theo các thành phần dinh dưỡng hoặc chất hóa học, nếu bạn uống quá thường xuyên sẽ không có lợi cho cơ thể. <laughs> uống trà đặc sau khi uống rượu. Một số người nghĩ rằng uống trà sau khi uống rượu có thể giúp giải rượu, bớt nôn nao, nhưng thực tế điều này không chỉ không hợp lý mà còn làm tổn thương thận. Các chuyên gia cho rằng chất kiềm có trong lá trà có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến thận, có tác dụng lợi tiểu và đúng thời điểm thận vẫn chưa kịp phân hủy và bài tiết hết lượng rượu vừa uống. Chúng được kích thích một số lượng lớn ethanol vào thận, dẫn đến hậu quả là chức năng thận bị tổn thương do làm việc quá tải. Những người khỏe mạnh uống nước thế nào cho đúng? Chỉ cần đảm bảo rằng bạn không có cảm giác khát, sau khi uống nước không có cảm giác bị no căng hay đầy trướng bụng, được xem là đã uống đủ nước. Đây chính là nguyên tắc tự nhận biết nhu cầu nước mà cơ thể cần. Nếu bạn muốn uống nước mà vẫn có thể uống được, không bị chối, thì bạn cứ nên tiếp tục uống. Lời khuyên uống nước đối với những người có chức năng nội tạng, dạ dày, gan, thận, tim không tốt. Cách uống nước đúng nhất chính là xem khả năng bài tiết mồ hôi và nước tiểu của bản thân để quyết định việc uống nước. Bởi vì nếu uống quá nhiều nước, bạn có thể bị chữ nước, gây sưng, phù nề, thậm chí còn có thể bị ngộ độc nước. Đối với những người chức năng thận kém, có xuất hiện phù nề, nếu đang điều trị tiêu sưng thì lượng nước thải ra có thể tương đương với lượng nước uống vào. Những người mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu nên uống nước thế nào? nên nuôi dưỡng thói quen uống nước nhiều để phát huy tác dụng dùng nước để tẩy rửa vi khuẩn gây nhiễm trùng, tránh việc tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi. Những người có bệnh sỏi thận cũng nên uống nước nhiều hơn những người bình thường. Duy trì việc này làm tăng nhanh quá trình bài tiết và đào thải nước tiểu, thúc đẩy toàn bộ những chất cặn bã, canxi tích tụ trong thận được nhanh chóng bài tiết ra khỏi cơ thể, không để chúng hình thành sỏi. Khuyến cáo từ chuyên gia theo bác sĩ dinh dưỡng Lê Thị Hải, tốt nhất sáng ngủ dậy bạn nên uống từ 1 đến 2 ly nước đun sôi để nguội, vừa tỉnh ngủ lại tốt cho cơ thể. Uống nước vào sáng sớm còn có tác dụng làm sạch đường tiêu hóa, nên uống nước 10 phút trước khi ăn hoặc 1 giờ sau khi ăn chứ không nên uống ngay sau hoặc trong khi ăn. Vì uống trong khi ăn sẽ làm hòa loãng và đưa dịch vị dạ dày xuống ruột nhanh chóng, khiến cho việc tiêu hóa khó khăn hơn. Hơn nữa, vừa uống vừa ăn có thể khiến bạn nuốt thức ăn khi chưa nhai kỹ, điều này không có lợi cho dạ dày. Uống nước không nên uống một lần quá nhiều mà chia làm nhiều lần trong ngày. Ngay cả khi khát nước cũng không nên uống nước quá nhiều một lúc. Tốt nhất là nên uống từ từ từng ngụm một để cho nước có thời gian thấm qua thành ruột vào mạch máu quý vị và các bạn vừa theo dõi một thông tin sức khỏe của đài phát thanh và truyền hình hưng yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau